Thúy Hà. Hiệp tính chủ xã ái tài, những cúng hương hoa đăng trà quả phẩm thiết lễ. Phóng sanh thủy mạng phụng gì cho hương linh của huyền thất tổ họ Đào và họ Vương. Ông Vương mạng sanh năm Tân Sửu, hưởng thọ trần thế 61 tuổi, mất ngày 10 tháng 2 năm Tân Sửu. Bà Huỳnh Thị Bảo Phụng mất ngày 11 tháng 2 năm Tân Sửu. Nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng cho nhị vị hương linh được vãng sanh miền Cực Lạc. Thứ nguyện hiện tiền tính chủ Quỳnh Văn Khoa, cô Thí Hà được thân xu thương thới, mạng vị được bình an. Thứ thời vô quạnh quại chi tai bác tiết hưởng trùng lai chi kiết khánh. Giới hương định hương giữ huệ hương giải thoát chi kiến hương quang minh vân đại biến pháp với cúng dường. Thập phương tao bảo thiền Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Ma Tát Tát Đại Chứng Minh Cấm 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 tình thầy thiên sa đó thiên thành công ma đức là những thiên pháp giới hoàng tăng viên về tội thiếu thiên quả nhiên quá hồng liên. Nam mô thanh lương địa bồ tát, nam mô thanh lương địa bồ tát, nam mô thanh lương địa bồ tát ma trong sơ thiên kỳ bảo lễ như lai tạo bảo hóa trung thành không tập đạo bảo bảo an minh tình sơn địa sự viên ngư không giới đại chúng ngưỡng quan nguyên ác kim bảo cầu bậc cai ngộ nhất tâm tịnh tở vô biên thành tướng không quan như lai thiên đức thần chú tác nghi liễu đầu cam lộ thủy chưa liệt vị thính pháp nghe kinh quy tam bảo pháp mộ đề tâm xa lìa cõi thú sanh về nơi an nhàn. Nam mô chứng minh sư bát, nam mô chứng minh sư bồ tát, nam mô giao hữu cận đương trì hiến cúng xã ái tài, thỉnh quy mạng thủy mạng phóng sanh hồi hướng đem công đức này hồi hướng cho cửu quyền thất tổ họ Đào họ Dương. Ông Vương mạng sanh năm Tân Sửu, hưởng thọ 61 tuổi, đã bất giác ngày mùng 10 tháng 2 năm Tân Sửu. Bà Huỳnh Thị Bảo Phụng mất ngày 11 tháng 2 năm Tân Sửu. Nhị vị hương linh nhờ công đức này sớm bỏ cõi tối tâm sanh về nơi xứ Phật. Kim thời cầu an tính chủ Quỳnh Văn Khoa, cô Thí Hà được thân xu tráng kiện, mạng vị được bình an. Tật bách tai nạn được tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng phước huệ trang nghiêm, sở nguyện tỳ tâm kiếp tường như ý. Âm siêu dương phơi pháp giới chúng sanh, tình dữ vô tình tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Thủy Cầm hết rồi không?
Chị chụp cái